Miu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Miu sẽ dẫn các bạn đi farm cái cục đá để up phép thứ ba nha mọi người. Up ba phép giống như của Miu đang xài nè. Thì để có được cái phép thứ ba mà Miu đang xài ở trên màn hình đó, thì cái nguyên liệu đầu tiên các bạn cần đó chính là cái cục đá. Cục đá bên đảo Thiên Không này nè. Các bạn thấy cục đá này không? Có hai cách để farm. Cái thứ nhất là các bạn dùng cây rìu như bình thường các bạn đập thôi là nó sẽ ra được cái cục đá. Thì thường một cục như thế này là đập nó sẽ rớt hai cục nha. Còn cách thứ hai á là các bạn cứ đè cái con người đá, các bạn đập nó là được. Nhưng mà nó thường là có những cái cục đá nó mọc cái kế nhau như thế này, hai cục này, thì các bạn đập một sẽ được hai nha. Và hai cục bể như thế này là sẽ được bốn cục nha các bạn. Còn đối với cái con người đá thì khi các bạn đập cái con người đá, nó sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên rớt từ khoảng chừng 9 đến 30 cục đá một con người đá nhé. Cái nguyên liệu thứ hai á, để chế cái cục nâng phép 3 thì các bạn cần phải farm cái con quái ở bên cái đảo Thiên Không này. Thì các bạn farm quái thì các bạn cứ diệt chém nó thôi. Cái quái level thấp thì rớt tầm 2-3 cục. Còn cái con quái level 50 á, thì nó sẽ rớt được 3 đến 5 cục nha mọi người. Còn cái cục mà các bạn farm để ra cái cục đá chế cái đồ nâng phép 3 như thế này á, thì các bạn cần phải đi farm. Thì nó thường hay xuất hiện ở chỗ này. Cái vị trí này là cái vị trí mà nó hay xuất hiện mà dễ tìm nhất nha. Còn những vị trí khác nữa nhưng mà Miu chưa có thấy, tại vì nhiều người farm quá đi đó. Các bạn thấy nó có cái cục tròn tròn này nè, nó có màu tím tím và phát sáng nha, nhìn rất là đẹp. Thì để đánh được nó, các bạn không thể nào mà đấm tay như thế này được, cũng không thể dùng liềm mà các bạn phải dùng phép nhé. Các bạn hãy lựa những cái phép nào mà có đam to thì là to nhất trong cái bảng phép của các bạn á. Các bạn đem qua đây đập nha, bắn liên tục, nó vừa đam to mình vừa hồi nhanh thì các bạn mới có thể farm được cái cục này. Ôi trời, con quái nó bù vô, mình không mặc giáp mà nó cắn là chết mình rồi. Ôi giời ơi. Thì các bạn bắn nó, dùng phép bắn thì các bạn sẽ farm được nó và nó sẽ rớt ngẫu nhiên cho các bạn một cái cục đá như thế này. Thì nó có màu xanh vàng, đỏ, tím gì đó, đầy đủ hết, nhưng mà nó rớt cái tỷ lệ ngẫu nhiên nha các bạn. Và khi các bạn farm nó, ý có cái rương, từ từ để đập cái rương trước đã. Cái rương này á, thì nó có tỷ lệ rớt ngẫu nhiên cái lan nha, lan 4x, lan 5x gì đó, và rớt vài cái cục gỗ cho các bạn. Nên các bạn thấy nó thì cứ đập đi, nó có lợi đó. Tại vì farm gỗ bên đây nó cũng rất là vả, chỉ có hai gỗ một cây thôi. Miu đang bị đau họng nên giọng Miu nó hơi bị khàn nha mọi người. Thì bây giờ Miu sẽ quay về nhà dùng nguyên liệu để chế cái cục ép phép và chỉ cho các bạn cách ép phép luôn nha. Thì để ép được cái cục phép á, các bạn cần 100 đá và 100 cái cục gì đó mới vừa với quái hồi nãy Miu có hướng dẫn ở đầu clip á. Nếu các bạn muốn đi PK thì các bạn hãy lựa cái cục màu nâu, màu vàng á, là phép hệ thổ. Còn ở đây Miu ép để dùng để đi farm thì các bạn nên dùng cái cục đá màu đỏ, nó là hệ lửa nha. Nhà nó tẩy hơi lâu, đồ quá nhiều, các bạn chờ một xí nhé. Lâu quá, nó tẩy lên rồi nè mọi người. Thì ở đây là Miu đã có farm sẵn rồi, và cũng đã để sẵn những cái cục phép màu đỏ. Cái cục phép màu đỏ này nó sẽ cho các bạn một cái kill, là kill thứ nhất là kill mà Miu đang sử dụng nè, là nó không cần gồng. Còn một cái kill nữa đó là kill phép lan mà lửa đó, là farm được nhiều quái, là cái kill phép thứ hai của Miu. Còn một cái kill nữa là nó bắn ra một cái cục lửa, thì cái kill đó vẫn phải gồng, nó chỉ có 3 dòng như thế thôi, nhưng mà nó hiện ra tới 5 dòng lận.
nên các bạn ép nó là nó có tỷ lệ ngẫu nhiên nha. Do có tỷ lệ ngẫu nhiên nên các bạn phải ép nhiều lần nó mới ra được cái kỹ năng mà các bạn mong muốn nhé. Thì đã ép được nó thì các bạn phải nhấn vô cái dòng mà Ronson Exchange gì nè. Còn cái này là Mew sẽ chế. Chế nó thì nó nằm ở trong cái chỗ mà các bạn thường hay chế cái đồ bắn phép bình thường thôi. Nên các bạn chỉ việc vô đó là chế được. Còn để ép được cái cục đá này vô thì các bạn nhấn vô Ronson Exchange nha. Thì nó sẽ cho các bạn lựa một cái đồ bắn phép. Thì các bạn lựa cái nào đam to nhất. Rồi các bạn chọn cái cục đá bỏ vô. Rồi các bạn ép thôi. Sau khi các bạn ép xong, nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái dòng. Thì cái dòng đó nó như thế này. Đó, nó có kèm cái tên của cái dòng phép. Thì hên xui thì các bạn sẽ có được cái dòng phép mà các bạn mong muốn. Còn nếu mà không có được thì các bạn phải ép lại một lần nữa. Giống như Mew đang kiếm cái phép để đi farm mà ép hoài nó không ra. Đó là các bạn sẽ có được ba phép như thế này. Thì các bạn mặc vô là nó sẽ có được ba phép. Nó là một cái kỹ năng cố định nha. Nên các bạn mặc đồ phép vô nó mới ra được. Còn nếu như các bạn không mặc đồ bắn phép thì nó sẽ không xuất hiện nha. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể đi farm nhanh hơn. Đi PK cũng ngon hơn. Tại vì xài được nhiều phép hơn thì các bạn cũng sẽ đi PK nhanh hơn nha. Và clip của Mew chắc đến đây là kết thúc được rồi nhờ. Không biết là còn cái gì chưa chỉ cho các bạn không nữa. Để ủng hộ Mew, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Mew nhé. Thì cái kỹ năng mà các bạn ép ra là nó sẽ dựa theo những cái phép mà các bạn đã farm được. Thì các bạn farm được level bao nhiêu á, thì nó sẽ hiện, nó sẽ cho các bạn ép được cái kỹ năng mà các bạn đã có. Kiểu như các bạn farm cái level phép lên level 4 thì cái đó mà nó có cái kêu level 4 á thì các bạn ép nó mới ra được. Còn nếu như các bạn không farm phép lên level 4 thì các bạn ép không lên được nha. Nó hơi lủng củng ở chỗ đó. Video của Mew đến đây là kết thúc. Nhớ like, share và subscribe kênh nhé. Bye bye.